Oyo James, Phú Des, chào mọi người, là Phú. Mình đã đến Nhật, đến nay là đã được đúng 2 tuần. Thì bữa nay mình sẽ làm một cái video clip để nói sơ sơ về cái nhà mình đang ở. Và đây là tòa nhà mà mình đang ở. Đây. Các bạn thấy đây là tòa nhà mà mình đang ở. Và mình sẽ bắt đầu đi vào nhà. Ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp. Nhiệt độ đang ở đây khoảng chừng 5-6 độ, đang rất là ấm. Và đây là cửa đi vào nhà của mình. Và cửa ở đây muốn vào thì phải nhập bằng mã khóa đi vào. Cửa này chính là cái cửa chính để vào nhà. Đến đây thì mình phải bấm mã để vào nhé. Xin lỗi, mình không thể nào quay mã được. Ok, giờ mình sẽ vào nhà. Khi mà mình đến vào thì mình sẽ có một hộp thư của mình ở đây. 106 116. Và hôm nay cũng chưa có mình có thư gì tới cả. Và vừa đến vào thì đây sẽ là phòng của mình, 116. Ở ngoài thì có chuông và ổ khóa số. Trên là đồng hồ điện, nhưng mà mình sẽ nói về tiền điện sau. Và đây cũng phải nhập mã mới vào được. Rồi mình sẽ quay đi chỗ khác một chút. Đây, về sơ bộ thì đây là bên trong nhà của mình. Và đây khi mình bắt đầu vào, khóa cửa. Và ở đây mình cũng có hai khóa. Và đây là một thư ngay trước cửa nữa, tổng cộng mình có tới hai hòm thư. Và khi vừa mới vào thì đây sẽ là chỗ để mà mình bỏ giày ra. Bởi vì tập tục ở bên Nhật là không được đi dép, đi giày ở ngoài đường để vào trong nhà. Ở đây mình sẽ buộc phải cởi giày ra. Và để giày ở đây. Và mình sẽ đi bằng đôi slipper để đi trong nhà. Và chỗ đây sẽ là chỗ để giày dép và phải dù. Và khi vừa mới vào thì ở bên trái của mình có một cái tủ nhỏ. Cái tủ nhỏ. Và phía trên nó thì chưa có giày gì, mình đang để những cái thùng để sau này mình sử dụng. Và trong đây là sẽ là tủ để đựng giày dép. Hiện tại mình cũng chưa có nhiều giày dép. Ok. Và ngay bên phải mình sẽ là nhà tắm. Đây là nhà tắm. Cũng khá là thoải mái cho một người sử dụng. Có cả bồn tắm, lavabo và bồn cầu đầy đủ. Ok. Và có cả hệ thống thông gió. Ok, đây là nhà tắm. Và tiến đến một chút nữa thì bên tay trái mình sẽ lại là tủ đồ. Đây sẽ là tủ mình đựng đồ. Và bên trái cũng có một tủ để đựng những đồ lặt vặt. Vâng, đây là những vật dụng trong nhà để sử dụng, lau dọn và ủi đồ. Và đây chính thức là căn phòng của mình. Vào thì vali và cặp mình vẫn còn để ở đây, tận dụng được chỗ này. Và bên phải là router, internet, wifi và thùng rác. Thùng rác ở bên đây thì phân ra rất là nhiều loại. Nhưng trong phòng thì mình đang phân ra hai loại là loại rác cháy được và loại rác không cháy được.
Ok, đây là công tắc đèn trong nhà và chuông nữa. Và đây là cái giường của mình. Sàn của mình là sàn gỗ nên tối nằm giường cao như vậy sẽ ấm hơn. Và giường này là có sẵn trong nhà từ khi mà mình đến mướn ở nhà này. Và đây bên phải là nhà bếp, có một tủ lạnh và một ngăn bếp để những vật dụng bên dưới. Và đây toàn cảnh bếp của mình. Ở đây mình có một bếp điện từ, cắm ổ điện trực tiếp ở đây. Đây là những gia vị nêm nếm, nước mắm, tương ớt và ớt. Ớt ở bên này kiếm rất là khó, nhưng mà mình vào tàu mình qua đây một tuần đầu tiên thì mình chưa kiếm được ớt thì rất là thèm. Và khi vô tình mình thấy trong siêu thị có bán ớt thì mình rất là mừng và mình mua ngay những có tổng cộng 4 loại ớt nên mình mua hết. Đây là những gia vị nêm nếm mình sẽ để ở trên. Có hệ thống thông khói lên để khi mà mình chiên nướng gì đó. Ở đây là ngăn mình để chén đĩa. Hệ thống nước ở đây thì có hệ thống nước nóng và nước lạnh đầy đủ. Và bên dưới đây mình sẽ xem sơ qua tủ lạnh của mình. Cũng toàn là đồ khô, sữa, trái cây, cũng có táo, chuối, có đồ ăn thì có trứng, tôm khô, cá khô, bắp cải, hành. Hiện tại thì mình chỉ mua được nhiêu đó thôi. Và bên dưới đây là nồi cơm điện và máy, cái này mình không biết gọi là máy gì, nhưng mà ở đây ai xài và máy sưởi thì họ đều xài máy này cả. Nó sẽ phun hơi nước lên để làm tăng độ ấm trong không khí, để tránh làm giảm chảy máu mũi khi mà sử dụng máy sưởi trong nhà. Và kế bên là bàn làm việc của mình. Đây là bàn làm việc của mình. Laptop, dụng cụ linh tinh lặt vặt. Và đây là tiền xu của mình. Do mình đi mua đồ họ cứ thối tiền xu rất là nhiều mà mình chưa có dịp sử dụng những đồng một yên và 10 yên thế này. Mình để đó để một dần dần mình sẽ sử dụng dần dần. Và kế bên là tivi. Và tủ để tivi cũng có sẵn trong nhà luôn, mình không cần phải mua cũng rất là ổn. À, kế bên là cái thùng giấy để mình để sách vở. Thì hiện tại mình đang tìm mua một cái kệ sách nên thành ra là mình đang để tạm như vậy thôi. Khi nào có kệ sách là mình sẽ bỏ vào. Và kế bên đối diện là một cái giường, giường của mình. Thì này các bạn cũng thấy rồi. Và kế bên giường là một cái tủ đồ. Này là để đồ ăn khô, mì gói hay cái gì đó, mình đồ khô mình muốn để gì mình để trong đây. Trên là một cái lò vi ba và những cái đồ ăn khô như bánh mì sandwich rồi mứt dâu, cà phê, bình nấm nước mình để trên đây. Và đây là cái cây móc đồ mình phơi đồ trong nhà. Và máy giặt thì ở ngay đối diện phòng mình thôi. Mình đi giặt đồ bằng cái máy giặt chung, bằng cái khu mà máy giặt chung của cả tòa nhà. Trên đây là máy lạnh kèm với máy sưởi và trên cùng là đèn và hệ thống báo cháy. Và phòng mình có hai cửa sổ. Đây, đây là toàn cảnh phòng của mình từ trong nhìn ra. Và từ ngoài nhìn vào
Diện tích ở đây của mình thì cũng tầm khoảng 16 m2 trên diện tích giấy tờ như vậy, nhưng mà mình thấy ở một mình như vậy thì rất là đủ rồi. Từ khi mình vào nhà thì mọi thứ đã hầu như là có sẵn, rất là đầy đủ cho mình. Thì thành ra là mọi thứ mình cảm thấy không có cần phải mua gì nhiều cả. Mình cũng xin nói thêm về tiền nhà, tiền điện bên đây của mình thì mình không có cung cấp rõ ràng ra, nhưng mà công ty đã hỗ trợ gần hết. Thành ra là mình chỉ trả vào những cái phần hơn cái tiền hỗ trợ thôi, và cũng rất là ít. Nhưng mà mình được một cái là tiền điện, tiền nước, tiền ga và tiền internet đều gói gọn cả. Thành ra là nếu mà mình có xài nhiều đi nữa thì cũng vẫn trả một mức cố định thôi. Nên thành ra là nước và nước nóng và điện mình có sử dụng rất là thoải mái. Máy sưởi mình sử dụng hàng ngày luôn, mình sử dụng suốt đêm luôn. Còn khi trời lạnh thì mình tắm bồn nước nóng rất là đã. Và khi vào nhà mình có đầy đủ những mọi thứ như là tivi, bàn, ghế, giường, máy hút bụi, máy sấy, tủ lạnh, bếp, lò vi ba, máy lạnh và đủ thứ. Thành ra là mình chỉ mua những cái lặt vặt để mình sử dụng hàng ngày thôi. Vâng, hầu như là chỉ có là như vậy. Hôm nay là ngày cuối tuần, mình cũng tính đi đâu đó xung quanh chơi. Mình cũng mới mua một chiếc xe đạp để cuối tuần anh rảnh mình sẽ đi vòng vòng quanh đây mình chơi, khám phá xung quanh đâu đây. Có thể là kiếm những quán ăn nào gần đây ngon miệng thì khi nào mình làm biết nấu cơm thì mình có thể ra đó để mình ăn bữa trưa hay bữa tối ở đó. Đến đây thì mình xin kết thúc video clip. Có lẽ đây là mọi thứ về căn phòng của mình rồi. Bây giờ mình phải đi chơi đây. Khi nào đó rảnh rỗi mình sẽ lại tiếp tục làm những video clip nhỏ nhỏ như thế này về đời sống ở Nhật hàng ngày của mình. Chào các bạn.